để nay em lên nay em lên lại cái con ạt 25 triệu này coi xem coi anh em có xuống tiền hay không nè. Xe này mà không xuống tiền thì em không biết xuống tiền xe gì đó. Này như là đời đầu 26 luôn, tưởng đâu 25 thì 26 luôn, hai cái vỏ mới thay xịn sò luôn à. Nó vỏ sau nè, cặp vỏ không mà cả triệu rồi, thấy không? Đó, xe gì mà không mua 25 triệu đó, đây là bắn lỗ rồi đó, lỗ cái tiền lời nó mua 25 bán 25 chứ lẽ gì đậu hoài đó. Giấy tờ đầy đủ đàng hoàng, gai biên lai cửa hàng cho anh em đi, muốn sang tên thêm tiền vô. Ô đô 56 ngàn, cái dòng này chạy nó vài chục ngàn không thấm tới đâu. Thấy không, máy là tuyệt vời, còn gì đâu gì nữa. Hai mươi lăm triệu bạc à, các bạn suy nghĩ đến cái giá tiền bỏ ra đó. Ở đâu bán cho anh em 25 triệu mà chiếc ngạch mà nó đẹp như thế này, xe không có té ngã anh chị em, đợi 26 luôn dòm đi. 25 triệu cặp vỏ, cặp vỏ nhìn là biết xe người ta xài vậy, người ta sử dụng gia đình, người ta xài nhà ta. Vỏ bánh người ta mới thay như vậy, mới chát như vậy cui luôn đàng hoàng, đèn đèn led luôn, dòm vô hết thấy đường luôn, sáng chân luôn, nhan chớp thì các kiểu đầy đủ. Đèn có gì đầy đủ hết, sống đẹp liền lạc. Xe này các bạn mua về nhà các bạn xài, các bạn nói với anh em bạn bè 30 triệu bình thường, thấy không? Nó quá đẹp rồi, không còn gì để quay quý vị, đợi chờ nên xe này không mua, mua xe nào giờ 25 triệu bạc, muốn rút hồ sơ xiết gì đó thăng tên chứ thì cứ thêm tiền vô làm thôi, ở đem ra biên lai cho mà chạy. Rồi, nhanh tay lên bấm số, phép thân chào.